lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh về cái gọi là đoàn kết dân tộc. Vùng lên hỡi đồng bào ơi, vùng lên hỡi người Việt ơi, ta quyết tâm phanh thây là cờ màu, ta quyết tâm sẽ tan khuôn mặt lão hồ, chung việc núi rừng bao trải thẳng với cùng dòng, chung chung con thuyền đi vượt biên chốn biển đông. Đang cần từ gần mõ Việt Nam tích thiên con đó, ta quyết tâm đấu tranh trong giặc thù, ta quyết không bao giờ nhân nhường kẻ thù. Hằng chiều anh hùng chôn vùi thay chốn rừng hoang, hằng chiều dân lành xác nổi trôi chốn miền đông, bởi vì ai trên hồ gian ác với lá cờ đỏ máu quê hương mình điều tàn. Hồ Chí Minh luôn luôn hô hào đoàn kết dân tộc. Một trong những khẩu hiệu ưng ý của họ Hồ là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Sau đây là các cách thức đoàn kết của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết là tiêu diệt tất cả mọi người bất đồng chính kiến bằng bất cứ giá nào để giành quyền lực. Khoảng giữa tháng 11 năm 1924, Hồ Chí Minh, lúc đó có tên là Lý Thụy, đáp tàu từ Vladivostok, Viễn Đông Liên Xô đi Quảng Châu, Trung Hoa với vai trò thông ngôn của phái bộ cố vấn Borodin bên cạnh chính phủ Tôn Vật Tiên trong thời kỳ Liên minh Quốc Cộng đầu tiên ở Trung Hoa. Đến Quảng Châu, Lý Thụy bắt đầu gây dựng cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam uy tín nhất ở Trung Hoa thời bấy giờ là Phan Bội Châu. Để giành lấy tổ chức của Phan Bội Châu, một trong những việc làm đầu tiên của Lý Thụy ở Quảng Châu là bán tin tức cho Pháp để bắt Phan Bội Châu khi ông Phan đi từ Hàng Châu đến Thượng Hải ngày 1 tháng 7 năm 1925. Từ đó, những người hoạt động cách mạng ở Trung Hoa thiếu người lãnh đạo dần dần ngã về theo nhóm Cộng sản của Lý Thụy, Hồ Chí Minh. Chẳng những chỉ một mình Phan Bội Châu mà những cán bộ cách mạng nào không theo phe Lý Thụy đều bị Lý Thụy bán tin cho Pháp bắt trên đường về Việt Nam hoạt động. Trong cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930, các đảng viên Cộng sản áp dụng đúng sách vở của Lý Thụy, Hồ Chí Minh là rải truyền đơn tố cáo Quốc dân Đảng sẽ tấn công Bắc Kỳ để Pháp đề phòng và lùng bắt các đảng viên Quốc dân Đảng. Cô Nguyễn Thị Sang đã đưa các tờ truyền đơn này cho Nguyễn Thái Học xem, nhưng Nguyễn Thái Học vẫn không tin là những đảng phái cách mạng Việt Nam cùng chống Pháp lại có thể hại nhau đến như thế. Năm 1945, Nhật Bản thất trận và đầu hàng đồng minh. Tại hội nghị Potsdam, thị trấn ngoại ô Berlin, đại diện các nước đồng minh đưa ra tối hậu thư cho Nhật, trong đó quyết định về vấn đề Đông Dương như sau: quân đội Nhật sẽ bị giải giới do người Trung Hoa Quốc dân Đảng ở phía Bắc vĩ tuyến 16 và do người Anh ở phía Nam vĩ tuyến 16. Tối hậu thư không nói ai sẽ cầm quyền sau khi quân đội Nhật bị giải giới. Lợi dụng khoảng trống chính trị này, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, gồm nòng cốt là đảng viên Cộng sản, tổ chức cướp chính quyền. Việt Minh đã giết hại và thủ tiêu vô số người yêu nước không đi theo chủ trương đường lối của Việt Minh. Những tên tuổi lớn đều bị Việt Minh giết hại, như ông Phạm Quỳnh bị giết năm 1945,
Ngô Đình Khôi năm 1945, Tạ Thu Thâu năm 1945, Bùi Quang Chiêu năm 1945, Phan Văn Hùng năm 1945, Trương Tử Anh năm 1946, Huỳnh Phú Sổ năm 1947, Khái Hưng năm 1947. Việt Minh thủ tiêu hàng loạt các đảng viên Quốc dân đảng, các nhà trí thức khác và hàng ngàn các tín đồ đạo Cao Đài. Việt Minh thủ tiêu tất cả những ai có thể tranh quyền với Việt Minh, từ trung ương ở các thành phố lớn đến những đơn vị nhỏ nhất ở các làng xã. Như vậy, ý nghĩa thứ nhất về việc đoàn kết và liên hiệp đối với Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là sự sáp nhập hay tiêu diệt tất cả các phe nhóm hay cá nhân đối lập với Cộng sản bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ phương tiện gì, để chỉ còn lại những ai chịu đoàn kết, chấp nhận vâng phục Cộng sản. Chỉ khi nào thất thế, gặp nhiều trở lực, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản mới sử dụng cách đoàn kết thứ nhì. Đoàn kết là tạm thời nhượng bộ, liên minh giai đoạn để vượt khó khăn. Cũng trong năm 1945, sau khi lập chính phủ đầu tiên ngày 2 tháng 9, gồm đại đa số đảng viên Cộng sản, Hồ Chí Minh gặp nhiều trở ngại về phía người Pháp, theo chân người Anh đến Đông Dương và từ từ tiến ra Bắc. Về phía người Trung Hoa, Quốc dân đảng đang từ biên giới tiến xuống Hà Nội theo thỏa ước Potsdam. Và về phía những đảng phái cách mạng Việt Nam như Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Quốc, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội, Việt Cách. Hồ Chí Minh đành phải nhượng bộ, tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 1945. Thực chất là Đảng Cộng sản rút vào hoạt động bí mật. Họ Hồ tổ chức tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 và thành lập chính phủ liên hiệp ngày 2 tháng 3 năm 1946, gồm cả những lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng và các lãnh tụ bên Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội như ông Nguyễn Hải Thần, Trương Đình Tri, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Chu Bá Phượng, Nghiêm Kế Tổ. Sau khi ký kết được với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3, tạm hòa hoãn với Pháp và mua chuộc được các tướng lãnh Trung Hoa để họ rút quân về nước, nghĩa là vừa thoát qua được khó khăn, Hồ Chí Minh thắng tay loại bỏ ngay các lãnh tụ không phải là Việt Minh ra khỏi chính phủ, khủng bố giết hại nhân viên các đảng phái quốc gia, nuốt chửng những kẻ đã từng liên hiệp với họ. Sách lược này được ứng dụng thêm một lần nữa với Mặt trận Giải phóng miền Nam thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1960. Lúc đầu, mặt trận này gồm một số đảng viên Cộng sản làm nòng cốt và một số người chống chế độ Ngô Đình Diệm. Sau đó, những người không thuộc Đảng Cộng sản bị loại dần cho đến khi mặt trận chỉ còn lại những người của Đảng Cộng sản mà thôi. Những người trước đây bất đồng chính kiến, nhưng khi gặp Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, chịu khuất phục và chịu đi theo họ Hồ, thì được sử dụng trong những giai đoạn và hoàn cảnh cần thiết. Ví dụ như ông Trần Huy Liệu, sinh năm 1901 và mất năm 1969. Làm chủ bút Đông Pháp Thời Báo từ năm 1925 đến năm 1927. Chi bộ trưởng chi bộ đặc biệt của Việt Nam Quốc dân đảng ở Sài Gòn. Bị Pháp bắt đầy Côn Đảo trong 5 năm. Khi mãn hạn tù, ông ra Bắc năm 1935 và gia nhập Đảng Cộng sản năm 1936. Năm 1939, ông bị Pháp bắt trở lại, đầy đi Sơn La, rồi an trí năm 1942 ở Thái Nguyên và Yên Bái. Năm 1945, ông trốn về Hà Nội làm báo cứu quốc của Việt Minh trong vòng bí mật.
Khi Việt Minh cướp chính quyền ngày 2 tháng 9, ông được Hồ Chí Minh giao làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền trong chính phủ Việt Minh đầu tiên. Ông được cử làm trưởng phái đoàn Việt Minh gồm cả Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận, tức là nhà thơ Huy Cận, vào Huế chứng kiến việc thoái vị của vua Bảo Đại tại cửa Ngọ Môn ngày 30 tháng 8 năm 1945. Hồ Chí Minh giao Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền không phải vì tín nhiệm Trần Huy Liệu mà vì họ Hồ cần uy tín chính trị của ông. Trần Huy Liệu vốn là chi bộ trưởng chi bộ đặc biệt Quốc dân đảng tại Sài Gòn. Hồ Chí Minh sử dụng Trần Huy Liệu để tuyên truyền cho cái gọi là chính sách đoàn kết đảng phái của Việt Minh, nhắm lôi cuốn quần chúng theo họ, nhất là lôi cuốn các đảng viên Quốc dân đảng. Lúc bấy giờ, do những hy sinh to lớn của Nguyễn Thái Học và các đồng chí, Quốc dân đảng rất có uy tín chính trị trên toàn quốc. Khi đã qua khỏi giai đoạn cần thiết, năm 1946, Hồ Chí Minh cử Trần Huy Liệu làm Ủy viên Thường trực Quốc hội. Cuối cùng, năm 1953, Trần Huy Liệu trở thành trưởng ban nghiên cứu sử địa của nhà cầm quyền Cộng sản, một chức vụ không có quyền hành. Không chỉ riêng trường hợp ông Trần Huy Liệu mà còn nhiều nhân vật tiếng tăm khác cũng rơi vào trường hợp như ông. Ví dụ như là ông Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Nguyễn Phương Thảo, tức là tướng Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Thọ. Như thế, ý nghĩa thứ nhì của việc đoàn kết đối với Hồ Chí Minh có nghĩa là quy thuận họ Hồ, theo đuôi Đảng Cộng sản và làm bù nhìn trong những thời điểm cần thiết cho họ Hồ, hay nói cách khác là chỉ được họ Hồ liên minh có giai đoạn. Thử kiểm điểm danh sách những lãnh tụ Cộng sản từ trước đến nay, chỉ những người gia nhập Đảng Cộng sản ngay từ khi bước vào hoạt động chính trị, thuộc thành phần trung kiên mới nắm giữ thực quyền. Những người đã theo các đảng khác rồi sau đó gia nhập Đảng Cộng sản, hoặc những người ngoài đảng mà có công lao chỉ giữ những chức vụ tượng trưng mà thôi, như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình. Thứ ba, đoàn kết là sự vâng phục tuyệt đối lãnh đạo đảng. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, khi Hồ Chí Minh qua đời tại Hà Nội, trong di chúc, Hồ Chí Minh nhắn nhủ với các đảng viên Đảng Cộng sản: các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Vậy sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đảng là gì? Trong sinh hoạt Đảng Cộng sản Việt Nam, khi các cấp lãnh đạo đưa ra những vấn đề thảo luận, nếu một đảng viên trình bày những ý kiến cấp tiến mới mẻ, thì được lãnh đạo gọi là thành phần xét lại. Ngược lại, có những đảng viên không muốn thực hiện các cuộc cải tổ quan trọng, thì được đánh giá là bảo thủ trì trệ. Nói một cách khác, bất cứ ai có ý kiến gì cũng đều bị chụp mũ là tả khuynh hoặc hữu khuynh, lệch lạc hoặc xét lại, trừ ý kiến của lãnh đạo đảng. Đảng viên chỉ còn một giải pháp duy nhất là im lặng gật đầu vâng lệnh thượng cấp. Như vậy, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là sự tuyệt đối vâng phục và trung thành của đảng viên đối với lãnh đạo đảng. Nếu không nói vâng phục lãnh đạo đảng, kết quả nhẹ nhất là sự trù dập kỷ luật, và nặng nhất khi mà không vâng phục lãnh đạo đảng là thanh trừng. Ở Việt Nam có một câu thành ngữ thời danh minh họa sự đoàn kết của Cộng sản: đảng gọi thì già,
Đảng không gọi thì không giả, Đảng gọi mà không giả không được, Đảng không gọi mà giả cũng không được. Nói trắng ra, ý nghĩa thứ ba của sự đoàn kết theo quan điểm của Đảng Cộng sản có nghĩa là phải chịu sự lãnh đạo độc tài, độc đảng và tuyệt đối vâng phục trung kiên với Đảng Cộng sản. Điều này đưa đến một kết quả tai hại là các đảng viên bị sơ cứng trí óc, sẽ không còn sáng kiến để làm việc. Điểm đặc biệt là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản chấp nhận một người trước đây chống đối họ, nhưng khi đã theo họ thì phải vâng phục tuyệt đối. Ngược lại, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản không bao giờ chấp nhận những người trước đây đã từng hoàn toàn phục tùng họ, mà sau đó lại có ý muốn cải cách theo chiều hướng nhân bản, dân chủ, tự do, dù vẫn tuân phục đảng và chủ nghĩa xã hội. Những người này đã bị coi là kẻ thù và chắc chắn bị loại bỏ. Đó là trường hợp của ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Sang, Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương. Có lẽ cũng nên thêm một điểm nữa rất dễ thấy trong lịch sử là Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tôn trọng những hiệp ước quốc tế do họ ký kết. Hiệp ước là giải pháp thỏa thuận giữa các bên về một cuộc tranh chấp, cũng có nghĩa là một sự giải hòa giữa các bên, bước đầu để tiến dần dần đến sự đoàn kết thống nhất. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ký kết hiệp ước chỉ là đánh lừa dư luận, tạm ngừng tranh chấp, nhắm dưỡng sức và củng cố nội bộ để rồi tiếp tục bành trướng. Ví dụ rõ nét nhất là hiệp nghị Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 và hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết hai hiệp ước này với sự chứng kiến của các nước trên thế giới. Thế mà họ còn trắng trợn vi phạm, xé bỏ hiệp ước, huống gì là sự cam kết giữa họ với những cá nhân hay những đoàn thể người Việt khác. Do đó, hòa giải, liên hiệp và đoàn kết với Cộng sản trước sau cũng sẽ bị Cộng sản kiếm cách khống chế và hoàn toàn mất tự do. Những ai muốn hòa hợp, liên hiệp, đoàn kết với Cộng sản nên nhớ câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh với Daniel Buren trong một lần gặp mặt ở Paris: tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy. Và cái đoàn kết cuối cùng là vắt chanh bỏ vỏ. Lúc Việt Minh Cộng sản phát động chiến tranh chống Pháp, nhiều người yêu nước đã đứng lên hưởng ứng công cuộc kháng chiến. Chẳng những nhiều thanh niên lên đường theo tiếng gọi của quê hương, mà những người ở lại hậu phương cũng cố gắng đem tài vật ủng hộ công cuộc đấu tranh chống Pháp. Việt Minh đã xưng tụng những người này là những nhà hằng tâm hằng sản, tức là có lòng và có của. Một khi tạm đứng vững, và nhất là khi được Trung Cộng viện trợ ào ạt từ năm 1951 trở đi, Cộng sản Việt Nam mở cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1953 và quay mặt lại với những kẻ đã nuôi dưỡng mình từ khi còn trong trứng nước, đã coi họ như kẻ thù, tố cáo những nông dân hằng tâm hằng sản là địa chủ, đánh đập, hành hạ và giết họ mà không cho chôn xác. Một tác giả đã từng sống gần Hồ Chí Minh kể lại rằng bà Nguyễn Thị Năm ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có nhà là nơi căn cứ Giao Liên, đã nuôi nhiều cán bộ cao cấp qua lại từ Hồ Chí Minh đến Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Quốc Việt, Hạ Bá Cang. Thế mà bà là một trong những người đầu tiên bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, và đặc biệt đã kêu cứu đến tận tai Hồ Chí Minh
mà ông lờ đi để cho người ta giết bà. Như vậy, với Cộng sản, đoàn kết có nghĩa là lợi dụng một chiều theo giai đoạn, xong việc rồi thì vắt chanh bỏ vỏ. Việc vắt chanh bỏ vỏ được thấy rõ nhất trong cái việc Hồ Chí Minh đối xử với bà Nông Thị Xuân. Hồ Chí Minh sống với bà Xuân như là vợ chồng, và có với bà này một đứa con trai. Khi đã chán bà Xuân, ông Hồ để cho viên bộ trưởng công an là ông Trần Quốc Hoàn tự do hiếp dâm bà Xuân, rồi giết vứt xác bà Xuân ra ngoài đường để ngụy tạo một tai nạn. Đối xử với người đã từng sống với mình và có con với mình mà còn tàn bạo như vậy, thì thử hỏi Hồ Chí Minh còn có thể nói là chuyện tình nghĩa đoàn kết với ai được? Từ vụ cải cách ruộng đất năm 1953 đến vụ án chống đảng do Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khởi xướng ở Bắc Việt khoảng giữa thập niên năm 1960, vì muốn bảo vệ địa vị của riêng mình, Hồ Chí Minh đã im tiếng không can thiệp để mặc cho các đồng chí thân thiết của ông ta bị thanh trừng, tù đày hay tàn sát. Chẳng những Hồ Chí Minh mà Võ Nguyên Giáp cũng thế. Những tướng lãnh và sĩ quan thân cận của viên tướng này lần lượt bị thanh trừng mà ông ta không dám lên tiếng để bảo vệ sự thật. Như vậy, chẳng những trên phương diện chính trị đảng phái mà cả trên phương diện cá nhân, đoàn kết với những người cộng sản chỉ có nghĩa là để cho họ lợi dụng xong rồi bị loại bỏ. Bài viết lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh về cái gọi là đoàn kết dân tộc của giáo sư Trần Gia Phụng qua giọng đọc huyền thoại. Cộng sản vô thần đã tiến công, lãnh hải lãnh địa của nước Nam, từ thôn quê nhà dân phán hào ngoại ta tiếng này tấp
quân Pháp quốc quyết tâm khôi phục đất nước ta. Lột trần huyền thoại, cái gọi là Hồ Chí Minh có cuộc sống độc thân giản dị. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương luôn luôn đề cao rằng ông ta suốt đời sống độc thân, không lập gia đình, để có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Sự thật, dù Hồ Chí Minh đi đâu, ở nơi nào cũng đều có bóng dáng của người đàn bà trong suốt cuộc đời hoạt động của ông. Theo giáo sư Nguyễn Thế Anh, khi hành nghề nhiếp ảnh ở Paris, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã gửi thư tỏ tình với cô Bordeaux ngày 10 tháng 5 năm 1923. Sau vài cuộc gặp gỡ và thư từ qua lại, cô Bordeaux viết thư ngày 11 tháng 6 năm 1923, cự tuyệt mối tình của Nguyễn Ái Quốc. Giáo sư Nguyễn Thế Anh còn trưng dẫn nhiều tài liệu cho thấy khi qua Moscow, nhà cầm quyền Liên Xô đã cung cấp cho Nguyễn Ái Quốc một người vợ. Đến Quảng Châu, Trung Hoa, Nguyễn Ái Quốc lúc đó lấy tên là Lý Thụy, kết hôn với một người phụ nữ Trung Hoa là Tăng Tuyết Minh năm 1926. Bà này bị thất lạc sau cuộc chiến quốc cộng ở Trung Hoa năm 1927. Theo một tài liệu khác, thì trong thời gian này, Lý Thụy còn sống với một phụ nữ Trung Hoa thứ nhì là Lý Huệ Khanh, em của Lý Huệ Quần. Lý Huệ Quần là vợ của Lâm Đức Thụ, một đồng chí của Lý Thụy. Tài liệu này giải thích rằng Nguyễn Ái Quốc đổi tên thành Lý Thụy là theo họ của Lý Huệ Khanh cho dễ hoạt động. Khi cảnh sát Hồng Kông bắt Lý Thụy ngày 6 tháng 6 năm 1931 tại thị trấn Cửu Long gần Hồng Kông, ông đang sống với một người phụ nữ Trung Hoa tên là Lisa. Khi Lý Thụy đến Vân Nam, tướng Long Vân, Lung Dung đã tìm cho ông một nhân tình người giàu. Từ năm 1930, ở Hồng Kông, Lý Thụy dạy chính trị cho Nguyễn Thị Minh Khai tại trụ sở chi nhánh Bộ Đông Phương của Quốc tế Cộng sản. Sau một thời gian, hai người trở thành vợ chồng. Và khi qua Liên Xô, tham dự Đại hội Cộng sản Quốc tế ngày 25 tháng 7 năm 1935, hai người công khai sống chung. Năm 1944, Hồ Chí Minh về hoạt động tại vùng Bắc Bó, Cao Bằng. Ở đây, theo sử gia và nhà hoạt động chính trị Trần Trọng Kim, ông Hồ sống chung với bà Đỗ Thị Lạc, bí danh Chị Thuần, và sinh hạ một người con gái. Sau cuộc sống chung tạm bợ với Đỗ Thị Lạc, Hồ Chí Minh bị cuốn hút vào những biến chuyển lịch sử cho đến năm 1954, ông Hồ về Hà Nội. Theo tài liệu của Vũ Thư Hiên và Nguyễn Minh Cần, Bộ Chính trị Đảng Lao động đã đưa một cô gái thuộc sắc
tộc Nùng ở Cao Bằng là Nông Thị Xuân, có sách viết Nguyễn Thị Xuân, về phục vụ Hồ Chí Minh năm 1955. Lúc đó, ông Hồ khoảng 65 tuổi và bà Xuân có lẽ khoảng trên dưới 22 tuổi, khá xinh đẹp. Cô Xuân rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa. Năm sau, bà Xuân sinh hạ một người con trai được đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Sau một thời gian chung sống, Hồ Chí Minh sa thải bà Xuân. Viên Bộ trưởng Công an Hà Nội là Trần Quốc Hoàn đã hiếp dâm bà Xuân rồi cho người thủ tiêu một cách tàn bạo. Trong thời gian này, Đảng Lao động còn có ý định đưa cô Nguyễn Thị Phương Mai, tỉnh ủy viên tỉnh Thanh Hóa, về Hà Nội để làm vợ Hồ Chí Minh. Cô Phương Mai đòi công khai hóa cuộc hôn nhân giữa hai người thì bị từ chối nên cô rút lui. Năm 1959, Đào Chú, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc sang Việt Nam nghỉ dưỡng. Một bộ trưởng trong Chính phủ Hà Nội đã nói riêng với Đào Chú rằng Hồ Chí Minh muốn tái hôn với một người vợ Quảng Đông. Đào Chú rất hoan hỷ giúp đỡ, nhưng Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai đã thận trọng yêu cầu phía Việt Nam xem xét vấn đề cẩn thận. Hội nghị do Lê Duẩn triệu tập đã đi đến quyết định là phải bảo vệ hình tượng Hồ Chí Minh, nên việc ông Hồ muốn tái hôn với một phụ nữ Quảng Châu đã không thành. Hồ Chí Minh cho Đào Chú biết ông muốn tái hôn, có nghĩa là ông Hồ tự thú nhận đã kết hôn một lần nào đó rồi. Như thế, huyền thoại thứ ba về Hồ Chí Minh, hy sinh cuộc sống cá nhân, sống độc thân để toàn tâm toàn ý lo việc nước, là một câu chuyện bí mật giấu đầu lòi đuôi. Hồ Chí Minh có vợ là một chuyện bình thường, nhưng bản thân Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản trước sau luôn luôn che đậy việc này để lừa bịp nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới. Kết hôn, lập gia đình là điều chẳng có gì xấu xa. Nhưng sự tàn bạo với những người đã từng sống với mình, che đậy việc kết hôn, lừa bịp trắng trợn mọi người là điều mà không một nền luân lý nào chấp nhận. Sau khi Hồ Chí Minh từ trần, trong lời kêu gọi đưa ra ngày 3 tháng 9 năm 1969, Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết: cuộc đời của người là một tấm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết, của đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Hãy nhìn vào cách sống của Hồ Chí Minh để biết ông có phải là người giản dị, khiêm tốn hay không. Trước hết, chế độ Hà Nội tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh sống trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ. Nghe hai chữ nhà sàn, người Việt thường liên tưởng đến những ngôi nhà của người miền núi làm bằng gỗ, cách mặt đất khoảng một thước, phía dưới dùng để cất giữ dụng cụ hay nhốt gia súc, hoặc liên tưởng đến những nhà sàn của một số cư dân ven sông hay dọc các kênh đào. Những ngôi nhà sàn này rất đơn sơ, giản dị. Ấn tượng giản dị khiến nhiều người tưởng tượng rằng ngôi nhà sàn của Hồ Chí Minh có lẽ cũng thế, và cũng tưởng rằng Hồ Chí Minh sống rất bình dân. Thực tế hoàn toàn không như vậy. Những du khách đã từng viếng ngôi nhà sàn của ông Hồ, hoặc những ai đã từng nhìn ngôi nhà sàn này qua phim ảnh, rồi so sánh với nhà sàn của người miền núi hoặc của những người sống ven sông, sẽ có cảm nghĩ khác ngay. Ngôi nhà sàn của ông Hồ có vẻ giản dị một cách cố ý, lại rất sang trọng, xây dựng bằng loại gỗ cực tốt, trang bị đầy đủ theo tiện nghi thời đại, có người chăm sóc cẩn thận, và gần như là nhà nghỉ mát mùa hè hoặc là nơi ông đón tiếp du khách.
Như vậy, ngôi nhà sàn của ông Hồ là một loại trang trí mất tiền. Áo quần lên sân khấu rất quan trọng, luôn luôn giản dị, áo quần màu tràn. Đối với Hồ cũng như Stalin, Mao hoặc Kim Nhật Thành, sự giản dị được nghiên cứu kỹ lưỡng. Áo quần cắt may thô sơ theo kiểu Kuchet hoặc Seosetsu, biểu tượng của một thế hệ lãnh đạo cộng sản. Điều đặc biệt của Hồ trong giới lãnh đạo cộng sản là Hồ đi dép lốp, trên nguyên tắc cắt từ lốp xe hơi. Còn gì ăn ảnh hơn, dù là tiền chiến hay hiện đại, bác Hồ đi dép lốp trên màn ảnh. Hồ Chí Minh duy nhất chỉ để lộ một sở thích phàm tục rất người, đó là ông thích hút thuốc thơm Hoa Kỳ, đặc biệt là Carmen hay Lucky Striker. Không biết đây là dàn kịch để chứng tỏ ông ta cũng bình thường như mọi người, hay quả thật ông ta thích hút thuốc Mỹ. Dù sao, cuộc sống của ông Hồ không giản dị như người ta tưởng. Trong sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch, Trần Xuân Tiên, chính là Hồ Chí Minh, đã viết những phần đầu sách. Một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của người được? Một người dùng một cái tên khác viết sách, tự khen mình là khiêm tốn, không muốn nói về mình, rồi sau đó suốt trong quyển sách lại kể lể, tự đề cao sự nghiệp của mình, thì không biết nên xếp ông ta vào loại người gì đây? Cuối cuốn sách này, Trần Dân Tiên, tức Hồ Chí Minh, có viết: nhân dân gọi Chủ tịch là cha già của dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là người con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam. Lời này cho thấy Hồ Chí Minh muốn gợi ý để được người Việt Nam gọi ông là cha già của dân tộc, nhưng không được dân chúng hưởng ứng, nên ông ta quay sang dùng chữ bác. Ở đây lại thấy ông Hồ thậm khôn, vì trong cơ cấu gia tộc Việt Nam, bác là anh của cha, bác lớn hơn cha và đứng trước cha trong sinh hoạt đại gia đình hoặc lễ nghi tế tự. Theo Thành Tín, tức Bùi Tín, cựu đại tá quân đội cộng sản Hà Nội, cựu phó tổng biên tập báo Nhân Dân, Hồ Chí Minh công khai tự xưng là bác năm 1945 trước quần chúng. Lúc đó ông khoảng 55 tuổi. Nói chuyện với dân chúng, trong đó có cả những người già cả, đáng tuổi ông, cha, chú, anh, chị mình mà xưng bác, thì xin khỏi bàn về tư cách của bác. Chẳng những thiếu kính trọng với người đang sống, Hồ Chí Minh còn tỏ ra thiếu lễ độ đối với những vị tiền nhân, những người trước ông hàng mấy trăm năm. Hãy đọc những câu thơ của Hồ Chí Minh qua bài Ngẫu Hứng, ông viết vào dịp viếng đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài được sinh năm 1226 và mất năm 1300, khoảng trước năm 1950, ông có ghi: bác anh hùng, tôi cũng anh hùng, tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung, bác thắng quân Nguyên Thanh kiếm bạc, tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng, bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dắt năm châu đến Đại Đồng, bác có linh thiêng cười một tiếng rằng tôi cách mạng đã thành công. Tự phong mình là anh hùng đã là chuyện lạ, gọi một vĩ nhân trong lịch sử sống cách đây hơn 600 năm bằng bác là một sự vô lễ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Khi Quốc Sử Quán Triều Nguyễn trình Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục lên vua Tự Đức,
trị vì năm 1847 đến năm 1883 duyệt. Trong khung cảnh xã hội, vua là thiên tử, con trời, nhà vua đã phê bình nhiều nhân vật lịch sử, đôi khi với lời lẽ gay gắt, nhưng chưa bao giờ nhà vua có ngôn ngữ sỗ sàng thiếu lễ độ như Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tưởng rằng gọi Trần Hưng Đạo bằng bác là có thể tự nâng mình lên ngang tầm với người xưa. Nhưng ngược lại, những lời này cho thấy hố cách biệt lớn lao giữa một vị thánh và một kẻ tự phụ hợm mình. Chẳng những thế, người Việt Nam xưng tụng Đức Trần Hưng Đạo là thánh, nên cách xưng hô của họ Hồ xúc phạm đến cả niềm tin của dân chúng Việt Nam. Nếu nói rằng bài thơ này là thơ khẩu khí, thì càng thấy khẩu khí của Hồ Chí Minh chẳng khiêm cung tí nào. Hồ Chí Minh là chủ tịch miền Bắc. Ông có quyền sống một cách tiện nghi đầy đủ để làm việc. Thậm chí, ông có quyền tận hưởng mọi lạc thú trên đời sau khi đã dày công cực khổ tranh đấu. Ông có quyền lực to lớn của một chủ tịch nhà nước độc tài. Ông có thể vượt qua lập pháp, ra lệnh sinh sát mọi người. Ông có thể làm bất cứ việc gì ông muốn dưới chế độ độc tài. Nhưng nói rằng họ Hồ là người giản dị khiêm tốn là điều hoàn toàn sai sự thật. Sự thật nơi em là con chim nhỏ, là đường bay người ta nhắm bắn. Lột trần huyền thoại, cái gọi là Hồ Chí Minh có cuộc sống độc thân giản dị của giáo sư Trần Gia Phụng qua giọng đọc huyền thoại. Sự thật ơi, em là tiếng nói nhỏ giữa chúng vây, người ta lấn át. Người lặng cấm
nơi. Còn bao nhiêu đứa tôi không thể nói bởi cho ngôn ngữ chân gian xa lạ. Bên em tôi là người thân. Lột trần huyền thoại, cái gọi là Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc. Cho biết rằng năm Canh Thân 1920, ông gặp hai nhân vật Liên Xô tại Bắc Kinh là Grigory Voitinsky và một viên tham tán tòa đại sứ Liên Xô tại Bắc Kinh. Khi Phan Bội Châu ngỏ ý muốn nhờ Liên Xô giúp đỡ đưa du học sinh Việt Nam sang Liên Xô du học, viên tham tán này chỉ vẽ cặn kẽ và hứa rằng Liên Xô sẽ giúp đỡ tận tình với điều kiện là phải chấp nhận tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, học hành rồi về nước tất phải gánh lấy những việc tuyên truyền chủ nghĩa lao động, ra sức làm những sự nghiệp cách mạng. Viên tham tán này yêu cầu Phan Bội Châu dùng tiếng Anh viết sách kể ra hết chân tướng người Pháp. Có thể những đòi hỏi của người Liên Xô về tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản làm Phan Bội Châu e ngại, nên ông tránh mặt, không gặp lại người Liên Xô. Phan Bội Châu giải thích rằng ông không viết được tiếng Anh, nên ông không lấy gì trả lại thỉnh ý ấy. Đây là một lối nói xã giao, chứ thật ra ông Phan Bội Châu có thể vượt qua vấn đề ngôn ngữ bằng cách nhờ những người khác giúp làm thông ngôn. Bằng chứng là Phan Bội Châu không biết tiếng Nhật nhưng cũng đã nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu tiếp xúc với hai chính trị gia Nhật Bản là bá tước Đại Ôi Trọng Tín Okuma Shigenobu và tử tước Khuyên Dưỡng Nghị Inukaiki. Ngoài ra, giả dụ trong trường hợp Phan Bội Châu thật lòng muốn tiếp xúc, chắc chắn tòa đại sứ Liên Xô tại Bắc Kinh có những thông ngôn hoa ngữ có thể viết bút đàm với Phan Bội Châu. Ở đây cần chú ý một điểm là tại Nga, cuộc cách mạng cộng sản diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1917. Đảng Cộng sản Liên Xô phải tốn một thời gian từ năm 1917 đến năm 1922 để tiêu diệt nhóm Bạch Nga Bảo Hoàng còn lại ở trong nước, ổn định tình hình nội bộ, nắm quyền thật vững chắc,
mới bắt đầu bành trướng thế lực ra nước ngoài vào đầu thập niên 20. Khi đó, Liên Xô phải đối đầu với các cường quốc Âu Mỹ đã tiến chiếm các thuộc địa từ thế kỷ 19. Do đó, nhu cầu vận động các nước thuộc địa nổi lên tranh đấu chống lại các cường quốc thực dân đang là kẻ thù của Liên Xô nằm trong sách lược này. Chính vì vậy mà Nguyễn Ái Quốc được Cộng sản quốc tế sắp đặt cho qua Liên Xô để thụ huấn trở thành một thứ chiến sĩ tiền phòng trong việc truyền bá chủ nghĩa Cộng sản ở Á Châu. Và cũng chính từ đó mà Nguyễn Ái Quốc đã hình thành quyển Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925. Nếu viên đại diện Liên Xô tại Bắc Kinh yêu cầu Phan Bội Châu phải chấp nhận tín ngưỡng chủ nghĩa Cộng sản, học thành rồi về nước, tất phải gánh lấy những việc tuyên truyền chủ nghĩa lao nông, thì những người Việt khác theo đệ tam quốc tế Cộng sản như là Hồ Chí Minh chắc chắn đều phải làm như thế. Điều đó có nghĩa là khi đến Liên Xô đầu năm 1924, Hồ Chí Minh, lúc đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, chắc chắn phải tuyên thệ thực hiện những điều này mới được Liên Xô chấp nhận. Và cũng có nghĩa là ngay từ đầu, Hồ Chí Minh chịu làm tay sai cho Liên Xô, biến nước Việt Nam thành một nước cộng sản chư hầu của Liên Xô và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cho Liên Xô, nghĩa là kiếm cách đánh phá những địch thù của Liên Xô. Hồ Chí Minh và những người cộng sản che giấu rất kỹ điều này. Phải chăng đó là tâm lý ẩn ức vì cả cha lẫn con đều bị thất bại trên đường quan lại của Pháp, không xin được vào học trường thuộc địa Paris để ra làm quan cho Pháp, mà Hồ Chí Minh cam tâm làm như thế để đạt cho được tham vọng quyền lực mà ông hằng khao khát. Sau khi làm việc trong phái bộ Borodin tại Trung Hoa, Nguyễn Ái Quốc không được đệ tam quốc tế tín nhiệm nên bị giữ lại ở Liên Xô một thời gian từ năm 1933 cho đến năm 1938. Trước khi Thế chiến thứ nhì bùng nổ vào năm 1939 tại Viễn Đông, Nhật Bản hoành hành mạch tranh giành những quyền lợi của Liên Xô ở Mãn Châu và Triều Tiên, nhất là từ khi giới quân Việt kiểm soát được chính quyền ở Nhật Bản và thi hành chính sách bành trướng đế quốc. Đệ tam quốc tế Cộng sản liền sai Nguyễn Ái Quốc trở qua Trung Hoa vào đầu năm 1939 nhằm thực hiện những điệp vụ chống Nhật ở Á Châu. Để thấy rõ bản chất tay sai Cộng sản quốc tế của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, xin quý vị đọc đoạn sau đây của bộ sử do chính các tác giả Cộng sản Hà Nội viết. Sau một thời gian nắm tình hình cách mạng Việt Nam và Đông Dương, ngày 10 tháng 5 năm 1941, thay mặt quốc tế Cộng sản, Hồ Chủ tịch triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 ở Bắc Bó. Các đồng chí Trường Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên cùng một số đại biểu của xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài đã tham gia hội nghị. Hội nghị phân tích sâu sắc tình hình thế giới và trong nước, vạch rõ triển vọng của một chiến tranh thế giới và khẳng định, nếu sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất xuất hiện nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên là Liên Xô, thì cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ làm cho cách mạng nhiều nước thành công, sẽ có thêm nhiều nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Đảng nhấn mạnh phải xem cách mạng Việt Nam như một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, lúc này là một bộ phận của phong trào dân chủ chống phát xít, đặc biệt là phải tích cực ủng hộ Liên Xô và cách mạng Trung Quốc. Gần đây, trong sách Viết cho mẹ và quốc nội,
của một đảng viên cao cấp Cộng sản. Ông Nguyễn Văn Trấn tiết lộ rằng tên Đảng Lao động do chính Stalin đặt. Và cũng chính Stalin đã thúc đẩy Hồ Chí Minh thực hiện cuộc cải cách ruộng đất ngay từ cuộc gặp gỡ năm 1950. Sau đó, Mao Trạch Đông áp lực, huấn luyện cán bộ và gửi chuyên viên sang tổ chức theo dõi thi hành cuộc cải cách ruộng đất. Cuộc cải cách này phát khởi năm 1953 và đã sát hại hàng trăm ngàn nông dân ở miền Bắc. Vì đã mật kết đi theo con đường Cộng sản Liên Xô, Hồ Chí Minh dùng chiêu bài giải phóng đất nước và độc lập dân tộc để dẫn cuộc chiến tranh chống Pháp thành cuộc chiến tranh giữa hai thế lực tư bản và Cộng sản. Lồng trong khung cảnh nội chiến giữa hai khuynh hướng quốc gia và cộng sản. Trong cuộc xâm lăng miền Nam từ năm 1960, Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng nói: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc." Như vậy, trước sau như một, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định vai trò lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc bằng xương máu của dân tộc Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dồn các thành phần quốc gia về phía phải, kiếm cách liên kết với Pháp và sau này với Hoa Kỳ để chặn đứng nạn Cộng sản trên đất nước chúng ta và để khỏi bị Cộng sản Việt Nam tiêu diệt. Với sự hỗ trợ tích cực của Liên Xô và Trung Cộng, cuộc bành trướng của Cộng sản tại Việt Nam có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thiết lập các căn cứ tại Việt Bắc từ đầu thập niên 40 và cướp chính quyền năm 1945. Giai đoạn 2, dùng chiêu bài giải phóng và độc lập để kêu gọi dân chúng chống Pháp và chiếm lĩnh một nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 trở ra bằng Hiệp định Geneva năm 1954. Giai đoạn thứ ba, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục mở cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam từ năm 1960 đến năm 1975. Khi chưa chiếm được miền Bắc, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc cải cách ruộng đất. Cuộc cải cách này được tiếp tục năm 1954 cho đến năm 1956, gây kinh hoàng cho nhân dân miền Bắc, giết chết hàng trăm ngàn người và nhất là làm tê liệt mọi sức đối kháng của người dân, làm hỏng hết các phiền mối luân lý, đạo đức, gia đình, con cái tố cha mẹ, vợ chồng tố nhau, anh em tố nhau, bà con không ai dám nhìn mặt nhau. Một sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng quân đội Cộng sản Hà Nội tuyên bố, ông ấy ở đây chỉ Hồ Chí Minh, biến những con người lương thiện thành những con quỷ. Ông ấy là quỷ vương. Về phương diện văn hóa, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản dẹp bỏ hết các tôn giáo, tịch thu hết sách vở cũ, chỉ cho nhà trường dạy về chủ nghĩa Cộng sản, lịch sử Cộng sản, những nhà văn nhà thơ Cộng sản. Đề thi văn chương ở đại học và trung học chỉ quanh quẩn những bài thơ của Hồ Chí Minh và Tố Hữu. Từ năm 1956 đến năm 1958, các văn nghệ sĩ không ca tụng chế độ Cộng sản bị đem ra đấu tố và tù đầy trong vụ án gọi là nhân văn giai phẩm. Sau đó, các văn nghệ sĩ muốn sống phải im hơi lặng tiếng, viết theo chỉ thị của Đảng. Cuộc đánh phá các văn nghệ sĩ này còn nhắm mục đích lâu dài là trận trước các tiếng nói đối lập để họ khỏi cản trở công cuộc xâm lăng miền Nam. Văn nghệ sĩ vốn là những người nhạy cảm trước nỗi đau khổ của đồng bào,
nếu để họ tự do ngôn luận thì khó có thể thi hành kế hoạch xâm lăng mà không bị họ phát hiện hoặc phản đối. Về phương diện kinh tế, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản gọi là giải phóng, nhưng đã loại bỏ nền kinh tế tự do để trói buộc dân Việt vào chính sách kinh tế chỉ huy theo kiểu Liên Xô và Trung Cộng, tịch thu hết đất đai, dồn nông dân vào các hợp tác xã nhà nước, quốc hữu hóa các công ty xí nghiệp của tư nhân. Vì người dân không được quyền sáng kiến làm ăn sinh sống, không được tự do kinh doanh, nên nền kinh tế Bắc Việt hoàn toàn suy sụp và kiệt quệ dưới chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh phải nhờ đến viện trợ của Liên Xô và Trung Cộng. Người ta kể rằng một cây kim may cũng phải nhờ Trung Cộng viện trợ. Càng nhờ vả thì càng mất tự do và phải trả bằng nguyên vật liệu như là than đá, quặng sắt mà cho đến nay vẫn còn chưa trả hết. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản tiếp tục áp dụng chiêu bài giải phóng dân tộc với miền Nam sau năm 1954. Năm 1972, người Hoa Kỳ bắt tay được với Trung Cộng, thay đổi chiến lược chính trị ở Á Châu, tìm cách rút quân ra khỏi Việt Nam. Hiệp định Paris năm 1973 đã đưa Việt Nam Cộng Hòa vào tư thế lúng túng. Cộng sản Bắc Việt với sự hậu thuẫn hùng hậu của Liên Xô và Trung Cộng tiến chiếm miền Nam năm 1975. Những chính sách áp dụng ở miền Bắc năm 1954 lại đem ra áp dụng ở miền Nam. Về tôn giáo, văn hóa, chính trị, cộng sản buộc miền Nam đi vào quỹ đạo cộng sản. Về kinh tế, lần này cộng sản trúng vố bở vì từ năm 1954 đến năm 1975, miền Nam càng ngày càng phồn thịnh, dân chúng giàu có. Cộng sản lấy được 16 tấn vàng của kho bạc miền Nam, tịch biên tất cả những nhà tư sản mà Hà Nội gọi là mại bản, đổi tiền nhiều lần để kiểm soát tình hình lưu thông tiền tệ, quốc doanh tất cả công ty xí nghiệp. Miền Nam là vựa thóc của đất nước, nhưng dưới chính sách kinh tế chỉ huy của cộng sản, dân chúng miền Nam đói rách, nghèo khổ, cùng cực hơn bao giờ cả. Trong bản tuyên bố ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà cộng sản gọi là bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh có viết: "Chúng, chỉ thực dân Pháp, lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu. Chúng ràng buộc sư luận, thi hành chính sách ngu xuân. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu tốn, nước ta sơ sát tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng, nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Nhưng ngày nay, chúng ta ứng dụng những lời do chính tay Hồ Chí Minh viết và từ miệng Hồ Chí Minh đọc vào chính sách của chế độ cộng sản ở Việt Nam, như nhà tù thì nhiều hơn trường học, như quốc hữu hóa đất đai, công ty xí nghiệp đánh tư sản, thì nghiệm ra rằng chúng là cộng sản chứ chẳng là ai khác. Do những thay đổi ở Trung Cộng khi Đặng Tiểu Bình trở lại cầm quyền năm 1978 sau khi Mao Trạch Đông từ trần năm 1976, do chủ trương Glasnost tức là cởi mở và Berezovska tái cấu trúc
của Gorbachev khi ông lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1985. Do những biến động ở Đông Âu năm 1989, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1991 và nhất là do cuộc cách mạng thông tin liên lạc bằng hệ thống vi tín và mạng lưới viễn thông quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn bưng bít và gò ép được dân chúng nữa, nên bắt buộc Đảng Cộng sản phải thay đổi về kinh tế, nhưng vẫn độc tôn về chính trị. Khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc trước đây trong thời chiến tranh nay trở thành khôi hài với dân chúng và mỉa mai đối với những người đã chết trong cuộc chiến vì khẩu hiệu này. Khi nhà cầm quyền Hà Nội tha thiết mong mỏi Hoa Kỳ trở lại Việt Nam vào giữa thập niên năm 90. Theo nghĩa tầm nguyên, giải phóng là cởi mở ra cho tự do, nghĩa là đưa một cái gì từ tình trạng bị giam hãm, kềm kẹp đến tình trạng được thoát ly và tự do, tức là từ chỗ xấu đến tốt hơn. Đằng này, với Đảng Cộng sản Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước có nghĩa là biến Việt Nam thành chư hầu của Liên Xô, Trung Quốc, nô lệ hóa dân chúng Việt Nam theo tín điều Cộng sản, đặt nhân dân Việt Nam dưới chế độ độc tài, độc đảng, bóc lột, phá hoại, đầy ải và bần cùng hóa nhân dân một cách có hệ thống, có bài bản của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, khác với những cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là trường hợp đầu tiên và duy nhất đã lợi dụng tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng độc lập tự do của nhân dân, đưa ra chiêu bài giải phóng đất nước, kêu gọi dân chúng theo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, để áp đặt một chế độ độc tài, bóc lột khắc nghiệt hơn cả ngoại bang thực dân. Lợi dụng khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam để tước đoạt quyền tự do của người Việt Nam, sử dụng xương máu của giống nòi để phục vụ quyền lợi đảng phái riêng tư và quyền lợi của quốc tế cộng sản, là một tội lỗi lịch sử ngàn năm bia miệng vẫn ghi. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, hơn trăm còn đây. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, còn sau buồn đau. Đến với quê hương tôi, tương lai lo đến vườn cho lúa thêm mơ. Đến với quê hương tôi, yêu thương đủ dáng người nhà Việt Nam thương thương. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù gian nan còn nhiều. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, miệt mài không hề lui. Đến với quê hương tôi, trong sâu không ngại mùa còn đêm thì tan chảy. Đến với quê hương tôi, đêm sâu còn bao nụ cười vương thắm trên môi. Anh sáng đã làm tôi, giấc mơ đã hồng chân, nên ta nói vui. Quê hương sẽ tan tôi, quê hương sẽ đổi mới, quê hương sẽ yên vui. Quý thính giả vừa nghe bài viết Lột Trần Huyền Thoại, cái gọi là Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc của giáo sư Trần Gia Phụng qua giọng đọc Huyền Thoại.
lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Việt Nam đều viết rằng ngày 5 tháng 6 năm 1911, thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu Amiral Latouche Treville để ra đi tìm đường cứu nước. Sau đây là lời trong sách lịch sử Việt Nam của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Sự thất bại của các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, của cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở các tỉnh Trung Kỳ mà người Hồ Chí Minh đã tham gia khi đang học ở trường Quốc học Huế đã thôi thúc người Hồ Chí Minh hướng về các nước Tây Âu, mong muốn được đến tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những tự do, bình đẳng, bác ái. Sau khi rời Huế vào Phan Thiết được ít lâu, lấy tên là Văn Ba, người Hồ Chí Minh xin làm phụ bếp trên chiếc tàu thủy đô đốc Latouche Treville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp để đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào. Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiểu sử và sự nghiệp của nhà xuất bản Sự thật giải thích sự ra đi của Hồ Chí Minh cũng gần giống như thế. Ít lâu sau, Hồ Chủ tịch vào Sài Gòn, Nam Kỳ dưới chế độ thuộc địa cũng chẳng khác gì Trung Kỳ dưới chế độ bảo hộ và Bắc Kỳ dưới chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ. Ở đâu nhân dân cũng bị áp bức, bóc lột, đồng bào cũng bị đòa đầy, khổ nhục. Điều đó càng thôi thúc Hồ Chủ tịch đi sang các nước Âu Tây để xem nhân dân các nước ấy làm như thế nào mà trở nên độc lập, hùng cường, rồi trở về giúp đỡ đồng bào đánh đuổi thực dân Pháp. Ý định ấy của người Hồ Chí Minh đã dẫn người từng bước đi tới tìm một phương hướng mới cho sự nghiệp cứu nước của nhân dân ta. Trong sách Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch cũng do nhà xuất bản Sự thật ấn hành, trả lời phỏng vấn tác giả Trần Dân Tiên, Hồ Chí Minh nói về lý do ra đi như sau: Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Trần Dân Tiên chính lại là Hồ Chí Minh. Ông dùng một tên khác viết sách tự ca tụng mình. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã có nhiều người viết sách về hoạt động của mình, đôi khi để tự khen mình hoặc để biện hộ cho những việc làm của mình. Nhưng họ đề tên thật, chịu trách nhiệm về những điều họ viết. Hồ Chí Minh dùng một tên khác tự ca tụng mình là một sáng kiến kỳ lạ, chưa một người tự trọng nào dám nghĩ đến.
Như thế, qua các sách của nhà cầm quyền cộng sản và qua chính những lời viết của Hồ Chí Minh, ông ta đi ra nước ngoài nhắm mục đích tìm đường cứu nước. Nhưng trong thời gian gần đây, nhiều tác giả đã tìm được những chứng liệu cụ thể cho thấy rằng Hồ Chí Minh ra đi không phải để tìm đường cứu nước, mà chỉ vì lý do kinh tế gia đình. Trong bài Từ mộng làm quan đến đường cách mạng Hồ Chí Minh và trường thuộc địa, hai tác giả Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu đã phổ biến ảnh sao photocopy hai lá thư của Nguyễn Tất Thành đề ngày 15 tháng 9 năm 1911 gửi cho Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. Xin hai ông ban ân huệ cho Thành được đặc cách vào học trường thuộc địa Paris, nơi đào tạo quan lại cho các thuộc địa Pháp, trong đó có Đông Dương. Phần chính trong nội dung của hai lá thư này hoàn toàn giống nhau, đó là: Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của ông ban cho tôi đặc ân được nhận vào học nội trú trường thuộc địa. Tôi hiện đang làm công cho công ty Chartres Reunis để sinh sống trên tàu Amiral Latouche Treville. Tôi hoàn toàn không có chút tài sản nào, nhưng rất khao khát học hỏi. Tôi ước mong trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được ích lợi của nền học vấn. Hai lá đơn trên đều bị bác. Nguyễn Tất Thành tiếp tục hành nghề trên các tàu biển. Ngày 15 tháng 12 năm 1912, từ New York, Hoa Kỳ, Nguyễn Tất Thành gửi đến viên khâm sứ Pháp tại Huế một lá thư rất thống thiết, xin một đặc ân là ban cho cha, là Nguyễn Sinh Sắc, một chức việc nhỏ như giáo thụ hay huấn đạo, để ông này có điều kiện sinh sống. Hai lá đơn trên cùng với lá thư gửi năn nỉ viên khâm sứ Pháp tại Huế cho thấy lúc mới ra đi, Nguyễn Tất Thành chỉ nhằm mục đích sinh nhai. Vì sinh kế gia đình, lúc đó Nguyễn Tất Thành sẵn sàng thỏa hiệp với người Pháp để kiếm một chức quan cho cá nhân ông bằng cách xin vào học trường thuộc địa hoặc cho phụ thân ông. Điều này là chuyện bình thường của đời sống con người. Lớn lên, ai ai cũng phải kiếm cách mưu sinh để tự nuôi sống mình và nuôi sống gia đình. Hơn nữa, điều này còn có nghĩa là Nguyễn Tất Thành không phải ra đi tìm đường cứu nước. Việc ra đi tìm đường cứu nước chỉ là sản phẩm tưởng tượng sau này của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, nhằm làm đẹp cho việc ra đi của họ Hồ để lôi cuốn quần chúng trên đường hoạt động chính trị. Tuy em ngót đôi mươi, tóc em đã bạc phai màu, trong ngày thơ cuộc đời chán em nhăn chịu niềm đau. Trong cơn khóc quê hương, mắt em đã cạn lệ mờ. Suốt từng đêm đợi chờ, má em sâu thẳm biển lo. Những người gánh vác đau thương con người, tâm hồn trong sáng như loài hoa sơ. Những người rất trẻ giữa những chân bao lớn. Những người già nua trước tuổi, những người sống trước vinh quang dân tộc, những bậc tiên nhân của vùng đất mới.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước của giáo sư Trần Gia Phụng qua giọng đọc Huyền Thoại. Trên hai cánh tay trước, sức em gánh trọn địa cầu, dẫu bàn chân gầy gò, bước em núi tình thâm sâu. Vun trong trái tim non, máu em tươi tràn ruộng đồng, giữa lửa tên chập trùng, môi em vẫn cười vô tâm. Những người gánh vác đau thương con người, tâm hồn trong sáng như loài hoa sớm. Những người rất trẻ giữa những chân bao đớn. Những người già nua trước tuổi, những người sống trước vinh quang dân tộc, những bậc tiền nhân của vùng đất mới, những người biết từ của những ngày. Trần Huyền Thoại, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chôn cho cháy tâm hình giấc hồ, sẽ cho nắng lá cờ tôi đổ. Đồng bào ơi về đây chung lo, cùng hòa vang câu hát tự. Tiếng như ngọn sóng chiều, tiếng ta đứng như rừng tóc nhiều, cùng gọi nhau về trong tim chiều, cùng đồng thanh cất tiếng hòa theo. Đồng bào ta hôm nay hào ta tay cùng nắm tay như lửa cháy, về đây quên đi chiều nay như nhà mới cháy tiếng ca gần đây. Đồng bào ta của bạn yêu mà của bạn cánh hoa thời cho mình ta. Sau năm 1975, Việt Nam suy sụp dần dần với chính sách kinh tế chỉ huy và sự cai trị hà khắc của chế độ Cộng sản. Cao điểm của sự suy sụp là việc ông Đỗ Mười, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ huy cuộc cải tạo công thương nghiệp miền Nam,
thực chất là đánh tư sản năm 1978, ngăn sông cách chợ, cấm cản tiểu thương, đầy ải dân thành thị đến các vùng hoang địa, cưỡng bách lao động trong những công tác thủy lợi thiếu nghiên cứu, tung quân xâm lăng Campuchia chỉ để tránh sức mạnh của người dân trong nước. Dân chúng đói khổ ta thán, tinh thần cán bộ đảng viên sa sút theo. Để kiếm cách tuyên truyền cổ võ dân chúng hưng phấn trở lại, nhà nước Cộng sản Hà Nội đánh bóng hình tượng Hồ Chí Minh đã chết từ năm 1969 trước khi miền Nam bị cưỡng chiếm. Họ tổ chức cuộc rước đuốc Bác Hồ xuyên Việt từ lăng mộ Hồ Chí Minh ở Hà Nội lên các tỉnh miền núi Bắc Việt, và quan trọng nhất là từ Hà Nội tiến xuống các tỉnh phía Nam vào khoảng tháng 10 năm 1980, giống như kiểu rước đuốc của nhà độc tài Hitler năm 1933 ở Nürnberg, Đức Quốc. Ánh đuốc bập bùng lung linh, gây không khí huyền hoặc theo nghi lễ cổ xưa, cũng không làm tan đi băng giá lạnh lùng trong tâm hồn dân chúng Việt Nam đã triền miên khổ đau vì nạn độc tài cộng sản. Càng về phía Nam, dân chúng càng ít hưởng ứng, nên sau chặng đường từ Tuy Hòa vào Nha Trang thì cuộc rước đuốc tan rã. Dân chúng cần cái ăn, cái mặc, chứ không phải là những lời nói suông. Vì không xuống quá Nha Trang, do đó ở Sài Gòn và trong miền Nam, dân chúng ít nghe biết chuyện rước đuốc này. Năm 1989, Đông Âu bắt đầu biến động và thoát khỏi đế quốc Liên Xô. Sau đó đến lượt Liên Xô, chiếc nôi của Cộng sản quốc tế, sụp đổ năm 1991. Khẩu hiệu chiến lược hàng đầu mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường sử dụng, chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng, không còn hiệu nghiệm. Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào tình trạng lúng túng, không biết làm sao tiếp tục tuyên truyền với đảng viên và dân chúng, vì nói rằng chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng nay sao lại sụp đổ tan tành nhanh chóng ngay tại quê hương của Lenin. Đảng Cộng sản Việt Nam vội quay qua cầu cứu Hồ Chí Minh lần nữa, đưa thêm tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp theo sau chủ nghĩa Mác Lê, nghĩa là từ nay nền tảng của ý thức hệ Cộng sản Hà Nội là chủ nghĩa Marxist Leninist và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó mới xuất hiện chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh, điều 4 chương 1 hiến pháp năm 1992 của Cộng sản Hà Nội chính thức công khai việc này. Tưởng cũng nên thêm ở đây, khi Liên Xô sụp đổ, ở Hà Nội, việc duy trì xác ướp Hồ Chí Minh gặp khó khăn cả về kỹ thuật lẫn tài chính. Người ta đã nghĩ đến việc thiêu xác ông ta. Việc này đã được báo chí và đài phát thanh nói đến, nhưng do nhu cầu chính trị cần nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, nên Hồ Chí Minh vẫn còn được nằm trong ngôi mộ đồ sộ ở Hà Nội với sự cố vấn của các chuyên gia Nga. Hồ Chí Minh từ trần ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhưng Lê Duẩn và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sợ xui xẻo vì trùng với ngày Quốc khánh của Hà Nội, đã sửa đổi ngày chết là 3 tháng 9 và sửa đổi luôn cả chúc thư của Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nấm mồ Hồ Chí Minh thật đồ sộ, tốn kém, gọi là lăng theo từ ngữ vua chúa thời quân chủ, nhằm lợi dụng huyền thoại và nấm mồ bề thế Hồ Chí Minh để uy hiếp tinh thần dân chúng và tạo hào quang cho những kẻ kế thừa. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Không thấy Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong Đại hội tháng 2 năm 1951, Hồ Chí Minh phát biểu: về lý luận, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lênin, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam. Khi đó, đại biểu miền Nam là Nguyễn Văn Trấn đã trình bày với Bác Hồ rằng:
Có đồng chí còn nói hay là ta viết tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông Hồ trả lời, không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lênin. Một lần khác, có người đã hỏi Hồ Chí Minh vì sao ông không viết sách về lý thuyết cộng sản. Thì ông Hồ trả lời, ông không cần viết vì đã có Mao Trạch Đông viết rồi. Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì, nên những kẻ thừa kế tha hồ vẽ vời sáng tác mọi chính sách và gán cho nhãn hiệu Hồ Chí Minh. Theo dõi những bài diễn văn, những khẩu hiệu do ông Hồ đưa ra, mọi người đều nhận biết rõ ràng tất cả đều do ông Hồ cóp nhặt từ các nhà tư tưởng văn hóa và chính trị Đông Tây. Ví dụ, bài diễn văn khai sinh chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ông Hồ đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945, thường được Đảng Cộng sản gọi là bản tuyên ngôn độc lập, hoàn toàn vay mượn của các văn bản Pháp và Mỹ. Mọi người sẽ không lấy làm lạ nếu biết rằng người giúp ông Hồ viết bản văn này là một thiếu tá người Hoa Kỳ, Archimedes L.A. Patti. Trong bài nói chuyện tại lớp học tập chính trị khoảng hơn 3.000 giáo viên cấp 2 và cấp 3 miền Bắc, dạy từ lớp 6 đến lớp 12 trung học, do Bộ Giáo dục tổ chức tại Hà Nội ngày 13 tháng 9 năm 1958, Hồ Chí Minh viết, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Theo báo Nhân dân ngày 14 tháng 9 năm 1958, câu khẩu hiệu này được sách vở Cộng sản xem là tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh về kế hoạch đào tạo nhân tài cho đất nước. Thật ra là câu nói của Quán Trọng cách đây hơn 2.000 năm. Một trong những khẩu hiệu hàng đầu được xem là tư tưởng Hồ Chí Minh để huấn luyện và giáo dục cán bộ Cộng sản là chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Thật ra, rút từ lời dạy của Nho giáo cũng đã trên 2.000 năm. Với các phạm trù này, Nho giáo đã đào tạo không biết bao nhiêu thế hệ quan lại thanh liêm trước đây phục vụ quần chúng. Ngược lại, lời sao chép của Hồ Chí Minh chỉ là cái vỏ bọc che đậy một hệ thống cầm quyền tham ô nhũng lạc từ trên xuống dưới mà bất cứ người nào ở trong cũng như ngoài nước, kể cả người ngoại quốc đều biết. Còn việc Hồ Chí Minh bảo rằng không có gì quý hơn độc lập tự do thì mọi người đều đã biết. Chính nhờ lợi dụng tinh thần độc lập dân tộc và lòng yêu thích tự do của dân chúng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ Cộng sản Liên Xô và Trung Hoa. Nêu lên vài ví dụ trên đây để thấy rằng những điều gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cóp nhặt danh ngôn của những vĩ nhân thế giới rồi đề tên họ Hồ vào. Sở dĩ ông Hồ và các thuộc hạ của ông mạnh dạn mượn tư tưởng của người khác làm của riêng ông Hồ vì từ năm 1954 đến năm 1975, Bắc Việt sống hoàn toàn bưng bít, không có bất cứ một sách vở xưa cũ hay một phương tiện truyền thông nào đến với dân chúng ngoài sách đảng, báo đảng và đài phát thanh của đảng. Trong tình hình đó, Hồ Chí Minh muốn cóp nhặt của ai thì tha hồ mà cóp nhặt, không ai biết gì để có thể so sánh. Rủi ro có người nào phát hiện, người đó cũng không dám lên tiếng dưới chế độ độc tài của ông Hồ. Ngay cái tên Nguyễn Ái Quốc, ông Hồ mượn của Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền. Và cái tên Hồ Chí Minh, ông Hồ mượn của ông Hồ Học Lãm. Chẳng những lấy tên Hồ Chí Minh của Hồ Học Lãm, năm 1940, Nguyễn Ái Quốc còn chiếm dụng luôn danh xưng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, do Hồ Học Lãm và Nguyễn Hải Thần lập ra ở Nam Kinh, Trung Hoa vào năm 1936 để đánh lừa những người yêu nước Việt Nam và cả chính quyền Trung Hoa được giúp đỡ.
theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản án chế độ thực dân Pháp do Nguyễn Ái Quốc đưa ra năm 1922, do chính ông khởi viết từ năm 1921. Thật ra, Nguyễn Ái Quốc không viết được sách này, vì lúc đó ông ta không đủ trình độ pháp văn để viết sách. Và ông ta đã cóp nội dung bài Đông Dương Chính Trị Luận của Phan Chu Trinh, đã được Schulestra, bạn của Phan Chu Trinh, dịch ra tiếng Pháp để gửi cho chính phủ Pháp và Albert Sarraut sắp qua làm toàn quyền Đông Dương. Bài này Nguyễn Ái Quốc chỉ sửa chút ít, viết lại đề tựa khác, bản án chế độ thực dân Pháp, rồi nhờ luật sư Phan Văn Trường sửa chữa, viết lại nhiều trang, viết lời tựa trước khi in và phổ biến. Chẳng những ông Hồ mượn tư tưởng vĩ nhân thế giới làm tư tưởng của mình, cóp sách của người khác rồi sửa chữa làm sách của mình, ông ta còn mượn luôn thơ của người khác để làm thơ mình. Tác phẩm được coi là nổi tiếng của họ Hồ là Ngục Trung Nhật Ký, có nghĩa là nhật ký trong tù. Nhà nghiên cứu Lê Hiếu Mục đã phân tích tỉ mỉ tác phẩm này và đi đến kết luận như sau. Phần phân tích ở trên chứng thực Gia Lý là chủ nhân của những bài thơ xây dựng theo kỹ thuật thơ đường. Những bài thơ này chiếm hết 3/4 tác phẩm. Phần còn lại có thể coi là của Hồ Chí Minh. Tôi chỉ nói là có thể, vì tôi không khẳng định được rõ ràng bài thơ nào đích thực là của Hồ Chí Minh, bài thơ nào thuộc về các tác giả khác. Từ phát hiện của nhà nghiên cứu Lê Hiếu Mục, có lẽ cũng cần nên cấn án lại, cẩn thận những tác phẩm mang tên Hồ Chí Minh có phải thực sự là của ông ta hay không? Không biết ông Hồ đã tự cóp nhặt hoặc đạo văn, hay những thuộc hạ của ông muốn tâng bốc ông Hồ đã cóp nhặt và đạo văn giúp cho ông Hồ. Nếu như thế thì họ đã hại hình tượng Hồ Chí Minh của họ. Tai hại một cách công khai nhất là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thêm phần tư tưởng Hồ Chí Minh theo sau chủ nghĩa Mác Lê. Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà tư tưởng, cũng không phải là một lý thuyết gia chính trị. Trong sách Hồ Chí Minh, Jean Lacouture đã ít nhất 2 lần nói rằng ông Hồ không phải là một lý thuyết gia. Dù lúc viết sách này, Lacouture là một ký giả còn thiên tả. Mọi người đều đã từng nghe nói đến Marxist, Leninist, Stalinist, Titoist, Maoist, nhưng không bao giờ nghe nói đến Hồ Ích. Ông Hồ thật sự chỉ là một nhà chính trị giỏi thực hành, một chiến thuật gia, ứng biến mau lẹ, có tài đóng kịch, đặc biệt là rất sắc máu và tàn ác dị thường. Việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, công khai đưa vào hiến pháp, làm cho người ta càng thêm chú ý và càng để lộ trước mặt mọi người rằng ông Hồ chẳng có tư tưởng nào đặc sắc. Sau sự sụp đổ của các đảng Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng rằng thổi phồng huyền thoại tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm gây hưng phấn dân chúng. Thực chất, việc trên đã làm cho chủ nghĩa này càng thêm mất ý nghĩa và không quyến rũ được ai. Ngày nay, chủ nghĩa Mác Lê và hình tượng Hồ Chí Minh chỉ còn là chiếc phao để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực độc đảng, độc tài dựa trên bạo lực mà thôi. Trong khi đó, dư luận trong nước cũng như trên thế giới đều lên tiếng hô hào loại bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, nghĩa là chẳng những loại bỏ đặc quyền tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn loại bỏ luôn chủ thuyết Marxist-Leninist và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tóm lại, những huyền thoại về Hồ Chí Minh do ông tự tạo ra
hay do các thuộc hạ của ông dựng nên đều là những phấn son giả tạo, tô điểm hình tượng Hồ Chí Minh. Những huyền thoại này một thời đã đánh lừa được một số người Việt Nam và thế giới. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn sử gia Jean-Louis Marcolin, giáo sư tại trường Université de Provence tại Pháp, tác giả sách Livre Noir du Communisme, sách đen chủ nghĩa cộng sản, đã nói: "Thành thật mà nói, vào những năm 60, tôi đã từng xuống đường biểu tình ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam. Tôi đã từng reo mừng với những cuộc chiến thắng tại Campuchia cũng như tại Việt Nam. Tôi từng nghe nói đến những vụ tàn sát Tết Mậu Thân 68. Nhưng tôi tin và nghĩ rằng đó chỉ là sự tuyên truyền của Mỹ. Không phải chỉ một mình tôi, mà tôi tin rằng rất nhiều người cùng thời với tôi đã bị sai lầm vì những tuyên truyền sai lạc của Cộng sản." Dần dần, dòng sông thời gian đã rửa sạch lớp phấn son giả tạo, làm bay đi những huyền thoại để lộ ra khuôn mặt thật của Hồ Chí Minh. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng Hồ Chí Minh là một nhân vật lớn của lịch sử hiện đại Việt Nam. Ông đã lập nhiều thành tích đáng kể và đáng nể. Những thành tích này tốt hay xấu, có lợi hay có hại cho nhân dân Việt Nam, đó là sự phán xét của nhân dân. Lột trần những huyền thoại Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết để trả lại cho Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, những gì thật sự là của Nguyễn Sinh Cung. Sẽ có một ngày, con người hôm nay vẫn xuống vẫn trùng, vẫn cờ vẫn đàn, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nặng hoàn chiến. Sẽ có một ngày, con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên. Hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên. Quý thính giả vừa nghe bài viết Lột Trần Huyền Thoại, cái gọi là Tư Tưởng Hồ Chí Minh của giáo sư Trần Gia Phụng qua giọng đọc Huyền Thoại. Trong buổi đoàn viên sum họp hàn huyên huynh đệ tương thân, đứng bên nhau trên mất mắt quê buồn, kẻ vui vui rưng rưng đặt vòng hoa lên mộ cha, khai sáng kỷ nguyên ta chẳng thắng. Sẽ có một ngày, khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm mà và bài hùng ca là tiếng sao diệu bao. Sẽ có một ngày, con người hôm nay vẫn đứng vẫn cùng, vất cờ vất đàn, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nặng hoàn chiến. Sẽ có một ngày, con người hôm nay
cha quên. Và hận xưa như là hương cũ tan về cao tất cả. Lột trần huyền thoại về người cha của Hồ Chí Minh. Kim thi tìm về nơi rét mưa, toàn chúng ta đâu sợ gì gian nan, toàn chúng ta đâu sợ gì nhọc nhằn. Đây đâu là đêm dài, không đợi ngày mai, xa vẫn còn xa xôi, lòng đường quê nắng cháy. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp của nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân. Cụ thân sinh ra người họ Hồ là Nguyễn Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1863 và mất năm 1929. Đỗ Phó Bảng và Tống Thanh Bạch bằng nghề dạy học. Đối với các con, cụ giáo dục ý thức lao động và cho học tập để hiểu đạo lý làm người. Sau khi Đỗ Phó Bảng bị bọn thống trị thúc ép nhiều lần, cụ ra làm quan nhưng thường tỏ thái độ tiêu cực, không hợp tác với chúng. Cụ thường nói: quan trưởng thị nô lệ, trung chi nô lệ, thụ nô lệ. Có nghĩa là quan trường là nô lệ trong những người nô lệ, lại càng nô lệ hơn. Vốn có tinh thần yêu nước, khẳng khái, cụ thường chống đối bọn quan trên và bọn thực dân Pháp, cho nên sau một thời gian rất ngắn, cụ bị chúng cách chức. Cụ vào Nam Bộ làm nghề thầy thuốc, sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc từ trần. Ông Nguyễn Sinh Sắc quả thật đã đỗ Phó Bảng năm Tân Sửu 1901, cùng một lần với Nguyễn Đình Hiến, Phan Chu Trinh. Tuy nhiên, Nguyễn Sinh Sắc không hề bị bọn thống trị thúc ép nhiều lần sau khi đỗ Phó Bảng mới chịu ra làm quan. Ông Sắc đã xin đi làm quan ngay sau khi đỗ cử nhân và trước khi đỗ Phó Bảng. Nguyên vào năm 1894, Nguyễn Sinh Sắc đỗ cử nhân tại trường thi Nghệ An. Năm sau, 1895, ông Sắc vào Huế thi hội bị hỏng, đã xin đi làm hành tẩu bộ hộ. 3 năm sau, ông hỏng kỳ thi hội một lần nữa vào năm 1898. Trước khi dự kỳ thi hội năm 1901, ông Sắc còn tham dự hội đồng giám khảo chấm thi kỳ thi Hương tại Bình Định năm 1897 và Thanh Hóa năm 1900. Sau khi đỗ Phó Bảng trong kỳ thi hội và thi đình năm 1901, ông làm thừa biện bộ lễ từ năm 1902 đến năm 1909, rồi đi tri huyện Bình Khê, Bình Định tháng 5 năm đó. Từ thừa biện đi tri huyện là thăng chức, chứ không phải xuống chức. Nguyễn Sinh Sắc bị sa thải chứ không phải bị cách chức. Lý do sa thải cũng không phải vì vốn có tinh thần yêu nước khẳng khái, cụ thường chống đối bọn quan trên và bọn thực dân Pháp. Ông bị sa thải vì đã hành xử tàn bạo với dân chúng. Trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc đã dùng roi mây trừng phạt và đánh. Lột trần huyền thoại.